Khi con sen bán quán nhưng lại nuôi chú chó đốm, sơ hở là xin ăn của khách. Đi vô. Trợ lý tôi. Lát gai. Chuyện là cô gái bán trà đá với đồ ăn vặt này có nuôi một con chó đốm mọi người ạ. Đặc điểm nhận dạng của nó là màu sắc trên cơ thể. Khi mới nhìn qua người ta còn tưởng là đang nuôi con bò sữa trong nhà nữa cơ. Ông trời ban cho nó một vẻ đẹp tiềm ẩn, rồi tiện thể ban luôn cho nó chiếc bụng có thể ăn cả thế giới. Cứ hễ khách đến uống, rồi gọi vài ba món nhâm nhi là nó sẽ tìm cách tiếp cận để xin ăn. Nhưng mà xin khéo cực kỳ nha. Điển hình như hai ông bà mặc áo xanh này đây nè, vừa gọi dĩa khô gà ra, còn chưa kịp đánh chén là con đốm nó đã xuất hiện. Nó không xin xỏ gì đâu, chỉ là cứ đưa mắt nhìn dĩa khô gà, rồi tỏ vẻ đáng thương thôi ấy mà. Tiện thể cho anh khách vuốt ve vài cái để xem như là lấy phí, có quà có lại, thì ăn miếng khô gà mới không bị nghẹn ở cổ. Đi vô. Trợ lý tôi. Cho đến khi con sen mất mặt quá, chạy ra quát thì nó ngơ ngác kiểu: "Ủa, em ngồi nhìn đường thôi, cái tự dưng vô tình ngồi cạnh anh khách, chứ ai xin ăn gì đâu, rồi ảnh tự đút cho em thì em ăn, chứ em đã nói câu nào đâu." Xem đến đây thì ai cũng hiểu ra vì sao con đốm ấy lại ốm nhèo ốm nhắc, ốm đến nỗi lép đi còn thấy mệt nữa. Đi ra chơi chị đi. Trời ơi, thái muốn chết mà bà đặt. Trời ơi, ghét. Cỡ đồ. Thì ra do khách đến là nó lại dùng tuyệt chiêu để xin ăn. Ai cũng thương cảm cho nó nên thành ra nó như thế này đây. Còn cô chủ thì không biết nên vui hay nên buồn. Vì công nhận có nó nên khách nhanh gọi món mới, bán cháy hàng hẳn ra. Tuy nhiên là hơi mang tiếng một chút vì nó xin ăn hơi ố về. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.